Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả nha. Thì nó cũng khoảng chắc 2-3 hôm rồi, mình cũng không 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 nhớ kỹ lắm, tại vì 2-3 hôm rồi đó. Thì cũng nhiều, nói chung nó cũng tương đối. Cái chỗ này thì ban ngày nó rất là và tối mà tặng qua mình đang bật flash. Mình đang bật flash nha các bạn. Đây. Sau 2 hôm chỉnh lại camera đây, các bạn thấy này, bắt đầu nó chuyển qua một màu đen hết, có nghĩa là những con này nó chuyển qua màu đen hết và nó chuẩn bị lột. Mình sẽ nhìn nó có con nào chuẩn bị lột hay không. Thì đây có một số con chuẩn bị lột nè, bạn có thấy nữa không? Đây nè, đây một con nè, một con đây một con. Thì mình nhìn ở trong camera thì nó hơi khó nhìn nha các bạn thông cảm đó. Đây một con nè, đó đó, đây một con nữa đó. Thì con này có khoảng tầm 200 đến 300, mình nghĩ là vậy. Mấy bọc ta, một bọc, hai bọc, ba bọc, bốn bọc, năm bọc, sáu bọc, bảy bọc, tám bọc, chín bọc. Thì trung bình cứ mỗi bọc là 50. Thì nó rơi vào khoảng 500 600 gì đó, mình cho là vậy, có thể là hơn. Nhìn thì như vậy thôi chứ rất là nhiều các bạn. Đó, thì nhận những con nào mà chuẩn bị mót thì nó sẽ bò ra những cái chỗ lẻ 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 như thế này nè, nó mót. Còn những con nào mà nó chưa mót á thì nó sẽ núp nằm cục như thế này. Nói chung là nó cũng y chang, nó nằm trong một trứng thôi. Mình thì đó, khi mà nhờ nó chuyển qua màu đen hết như thế này các bạn, đó thì các bạn nên dọn dẹp hết những cái một trứng này đi. Thì cái lúc đầu thì chúng ta nên để cho nó nằm, nó bu vô. Đó. Còn bây giờ thì bỏ hết. Nếu các bạn nào có thắc mắc gì thì cứ inbox hỏi ha. Hiện tại thì mình vẫn bán nhận bình thường. Cảm ơn các bạn, vẫn ship bình thường nha. Dịch thì dịch nhưng mà mình vẫn ship bình thường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like và đăng ký kênh nhé.